Chú xin chào tất cả bà con, cô bác, anh em và các bạn ha. Hôm nay chú lại review lên một số hàng bãi Nhật nữa ha. Trên đây có tùm lum máy hết ha. Cho nên các bạn cố gắng theo dõi. Đây cuối năm rồi. Trường làm cái clip này để chia với các bạn ha. Các chú các bác ha. Rồi, tất cả những mặt hàng này Trương sẽ sale cho các bác hết ha, sale giá hết cho các bác để các bác dễ mua. Ở đây cuối năm rồi. Rồi. Giờ đầu tiên Trương xin chúc mọi người cuối năm được thu nhập khá đầy đủ và vui vẻ hạnh phúc ha. Rồi. Trương xin test những sản phẩm hôm nay Trương có ha. Đây là có một cây Ryobi vít gấp nha các bác. Vít gấp. Cái này rin của nó luôn ha. Này rin hết luôn. Bây giờ để vậy. Nếu mà các bác có cái chui này của cái thằng Nokia thì sạc, còn không á thì mình về mình chế cái giắc sạc vô đây, khoan lỗ chế cái giắc sạc 3V6 vô đây là 4V2 ha. Chế giắc sạc 4V2 vô đây. Máy này máy 3V6 của thằng Ryobi. Vít gấp Ryobi. Rất là đẹp nha. Đây nha. Đó, con Ryobi nha. Mã con Ryobi. Ryobi đây. Đó, nha các bác. Cây này rất là ok ha. Có đèn led rồi đầy đủ ha. Pin của nó rất là ngon. Rồi số 1. Cây số 1 đó, 350k. Đó, chuyển khoản là bao ship hết ha. Đó các bác chuyển khoản là mình bao ship hết luôn. 350k số 1. Mình sale giá rồi ha. Đây. Pin là đầy đủ ha. Có pin nó đồ luôn mà 350k là quá rẻ rồi. Ở đâu có nữa đâu. Rồi. Tiếp đây là một cái cây Hitachi nữa, một cái cây Hitachi này 10V8. Xài than rồi. Cây vít ha. Cây này cây vít. Test cho các bác xem, điều tóc ha. Điều tóc rồi. Đèn led rồi đầy đủ nha. Điều tóc rồi nè. Đó. Rồi, rất là ok. Một cây vít. Đó, vít pin nè, sạc luôn. Zin hết luôn. Đây, sạc 110 luôn ha. Bây giờ mình test sạc cho các bác xem luôn. Test sạc luôn. Đây nha các bác. Đó, thấy chưa? Rút ra nè, chớp chớp nè. Đó, ghim vô nè. Đứng im lại nè ha. Đứng cái đèn lại là nó sạc ha. Rút ra là nó chớp. Đó, các bác để ý ha. Ghim vô là đứng lại. Rồi. Nguyên một cái combo luôn. Rồi, cái số 2. Nguyên combo máy pin sạc. Để sale giá cho các bác luôn ha. Bán giá mềm cho các bác luôn. Số 2 900. Chuyển khoản bao ship hết ha. Bắt đầu chuyển khoản bao ship hết. Số 2 900k nguyên combo luôn ha. Bình thường là nguyên combo này là 1 triệu 1 triệu 050 là giá thấp nhất rồi ha. Ở đây thì bán còn 900 cho các bác luôn ha. Rồi. Tiếp tục cây số 3. Cây số 3 là một cây bê tông 14V4. Đây pin này hai hàng sale nè ha. 14V4. Giờ test cho các bác xem về cái mũi luôn, gắn cái mũi vô luôn. Đây gắn cái mũi vô ha. Đó, đây sụp xuống nè. Đây là khoan búa ha, đây khoan thường nè. Đó, có thắng đâu hoàng nha các bác. Điều tóc rồi nè. Thắng rồi đầy đủ ha. Đây khoan búa. Đó, thắng rồi đầy đủ ha. Đó. Rồi, máy pin sạc. Nguyên combo luôn ha. Test sạc, test pin đồ cho các bác đầy đủ nè. Này là búa hơi ha, búa hơi khi mình
mình để lên cái ngăn búa là nó tự động nó đánh búa luôn, chứ không bằng ấn vô ha, ấn vô là búa cơ rồi. À, còn này khoan thường. Rồi dưới đây là nó có đèn led đây nha các bác, đèn led nằm dưới này. Đó, bấm vô đèn led nằm đây ha, đầy đủ ha. Đây là có cái sạc zin, sạc zin 100V, sạc có tiếng Nhật rồi luôn, sạc zin 100V, sạc 81 ha. Sạc này là sạc pin 2 hàng xeo đây. Rồi bây giờ test sạc cho các bác xem luôn. Ghim vô lên một đèn rồi các bác ha, ghim vô là nó lên một đèn xanh. Đó, ghim là ghim điện vô, nó bắt đầu ghim pin vô nè, trên hai đèn ha. Đó, lên hai đèn như vậy là bắt đầu sạc nè ha. Rồi ok chưa, khi mà cái đèn thứ hai này nó chớp liên tục là đầy rồi nha các bác. Đó, nó chớp liên tục là đầy. Để lan sạc nha các bác, trong vòng 10 giây bắt đầu nó sạc rồi. Đó, rồi rút ra chớp nhẹ 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 vậy là nó sạc, chừng nào mà nó chớp liên tục là đầy ha. Rồi ok, máy pin sạc ngon lành, pin combo bê tông 14V, bê tông 14V nha các bác, máy pin sạc ngon lành đúng không ha. Đó, sale giá cho các bác dễ mua luôn. Số 3, 1.850.000. ha. Rồi, 1.850.000 số 3. Đây là số 4. Số 4, đây là một cây Hitachi. À, đây là một cây Hitachi không than nha các bác, DDL ha, DDL không than 14V, không than ha, không than, có chỉnh lực ở đây nha các bác, có chỉnh lực ở đây, đây là đèn đây ha, đèn led đây, đó đèn led đây, đó tắt mở đây, còn đây là báo pin, đó báo pin, bên nút này là báo pin, còn bên này là chỉnh lực, đây. Số 1, số 2, cấp 3, 4 cấp. Rồi, giờ mình test cho bác xem ha. Đây, số 1 đây. Đó. Đó, số 1 nó chỉ vậy thôi. Lên số 2 nè. Đó, lên số 2, lên số 3 nè. Số 3 rất là mạnh nha các bác. Đó, cực kỳ mạnh luôn. Rồi, cây màu đen huyền bí ha, màu đen huyền bí rất là đẹp nha các bác. DDL 14V, vòng tua nó là 3000 vòng. Đó, Hitachi không than nha các bác. Đó, đèn led rồi đây nè. Giờ mình test cái sạc ha, đây cái sạc pin của nó đây, sạc 110 luôn nha các bác. Đó, test cái sạc cho các bác xem. Rồi ghim điện vô đầy đèn chớp nè. Rồi ghim pin vô này cho các bác xem nhá. Rồi ghim pin vô là đó, lên đèn đây, rút pin ra nè, ghim pin vô. Đó, ok chưa, bắt đầu quạt quay rồi, bắt đầu quạt cái quay rồi đó, rút ra nè, chớp đèn nè, đó rút vô nè, đó rất là ok. Rồi, ở bên đây để chữ ok dưới đây nha các bác. Đó, máy pin sạc ha, pin combo
máy không than nha các bác, bán cho các bác mềm, giá mềm cho các bác dễ mua. Cây số 4 Hybrid Hitachi 14V không than 1.550.000. Số 4 1.550.000 không trở than 14V Hitachi đó, những combo đó. Rồi tiếp tục cây số 5. Cây số 5 đây là một cây bê tông, cây này là 24V của Nati nha các bác. Đó, này cũng búa hơi luôn ha, gặt xuống là khoan búa nè. Đó, gắn cái mũi vô cho các bác xem. Rồi khoan búa ha, gặt lên khoan thường. Đó, đây khoan thường nha các bác. Thân máy vỏ pin, pin này đang chạy nhưng mà tính thân máy vỏ pin ha. Còn bác nào có sạc thì mình về mình sạc, con Nati mình sạc cái này mình xài luôn cũng được. Mấy cái pin này vẫn mình xài đỡ được nha, từ giờ mình xài tới Tết là vô tư, qua Tết mình tính tiếp. Đó, rồi thân máy vỏ pin cây số 5, cây này rất đẹp nha các bác. Chuyển khoản là bao ship ha. Rồi 1.3 triệu, thân máy vỏ pin 1.3 triệu. Đây cây này rất đẹp nha các bác. Đó, cho các bác xem nè, rất là đẹp luôn. Đó, máy cực kỳ đẹp luôn, rất là ngon luôn. Mở cái pin dưới đây nha các bác. Đó, mở pin đây, cái này nhảy ra. Đó, đè cho lại ha. Rồi cách dùng nó vậy ha. Rồi số 5 1.3 triệu, thân máy vỏ pin. Số 6 là đây là một cây cắt rung 10 của Makita 14V4. À, bây giờ mình test cho các bác xem ha, cắt rung. Đây, số 1 ha, cắt rung số 1 này ha. Đây nó có cái số 1 này nha các bác. Tăng lên rồi ha, số 4 rồi ha. Đó, giảm về thế tới 6 số rồi ha. Đó, đèn led rồi đầy đủ ha, đèn led rồi đầy đủ. Đó, thân máy cắt rung 14V4, cây rất đẹp nha, đẹp luôn nha các bác. Cắt rung 14V4 này, thân máy cây số 6 850.000, đây sale giá cho các bác dễ mua luôn ha. Cuối năm rồi, chi ân với các bác một clip thôi ha, không có mua nhiều đâu ha. 850 các bác, các nào chuyển khoản bao ship hết. Đó, tất cả đều bao ship, chuyển khoản là đều bao ship hết. Tiếp theo cây số 7 là một cây máy mài, máy mài Makita 14V nha các bác. Makita 14V, giờ gắn pin vô mài cho các bác xem nè. Mài góc 14V nha các bác, gắn pin vô cho các bác xem nè ha. Đó, gắn pin vô nó đèn nó chớp chớp ha. Đây, xài thăng trời nha các bác, xài thăng trời. Đó, rồi thân máy số 7 rồi, thân máy số 7 1.050.000. À, đây sale giá cho các bác ha. Số 7
1.050.000 mài gốc 14V của Makita ha. 1.050.000. Rồi, máy số 8. Máy số 8 là một máy Hitachi 18V. Hitachi 18V này nha các bác. Đó. Bật lên cho các bác xem. Đó. Rất là khỏe ha. Xài thăng rồi luôn ha. 18V. Xài thăng rồi luôn. À, thân máy à, cái này vòng tua của Hitachi là 9.100 vòng ha, 9.100 vòng, 9.100 ha. Đó. Thân máy Hitachi 18V số 8. Số 8 bán 1 triệu nha các bác. Đó, sale giá xuống rồi, 18V bán có 1 triệu thôi. Xe giá nha các bác, bình thường 1.2 triệu. Rồi, thân máy tiếp tục là một cây Makita nữa, 14V luôn ha. 14V này, thân máy Makita 14V. Rồi, gắn vô cũng đã có đèn chớp chớp ha. Máy cắt ha, rất là êm nha các bác, rất là êm luôn. Rồi, thân máy cũng 1.050.000, chuyển khoản bao ship hết nha các bác. Số 9, 1.050.000, cuối năm rồi, chưa ngờ review clip này chi ăn cho các bác hết ha. Đó, 1.050.000, bình thường là 1.200.000 nha các bác ha. Bình thường là bán 1.200.000, 18V là bán 1.350.000 ha. Thân máy 1.050.000. Tiếp tục số 10. Số 10 là một cây vít gốc nha các bác. Cây này cây vít gốc. Mình có 2 cây. Đây nha các bác, số 10 nha. Đó, test cho các bác xem. Cái số 10 là cây vít gốc nha. À, đề tóc ha. Đó. Đề tóc đầy đủ ha. Rồi. Điều đảo chiều rồi đầy đủ ha. Đảo chiều nằm ở đây. Đó, gạt qua gạt lại ha. Rồi. Bít gốc số 10. Mấy cây này đẹp ghê luôn, rất là đẹp. Gốc số 10 500k nha các bác. Đó, 500k, thân máy vỏ pin. Đó, gốc số 10 500k, thân máy vỏ pin. Rồi, tiếp với gốc số 11. Đây, số 10, đây số 11, thân máy vỏ pin. Rồi, test luôn. Hết pin. Rồi, cho cái pin mình sạc xíu thôi để test thôi ha. Cho nên là màu hết pin. Rồi. Rất là đẹp luôn, hai cây chiếc gốc rất là đẹp luôn. Tem còn bằng phẳng luôn, chưa có dấu mòn luôn. Chưa dấu chày luôn. Tem ở đây nữa, hai cây giống nhau ha. Hai cây rất là đẹp. Rồi, số 11 500. Thân máy bỏ pin. Cái chỉ khoảng bao ship luôn ha. 500k. Rồi, bình thường cái này bán 600 nha các bác. Giờ còn xuống 500 ha. Rồi.
500k. Rồi số 12. Đây một cây Nationan. Nationan EZ6507. Cây này EZ6507 nha. Vít có các cấp trượt nha. Thân máy vỏ pin. Thân máy và vỏ pin. Vít có cấp trượt. Rồi, bắn test chức năng cho các bác xem. Rồi. Bạn về ở chế độ khoan ha. Đây là chế độ khoan. Nó vẫn là vít đẩy lên nó thành khoan ha. Đó, đẩy lên thành khoan nha các bác, kéo xuống thành vít ha. Rồi. Test ở chế độ nào cũng là vít hết. Rồi. Số 9 đây, số 9 là vít nè. Đẩy lên là vít nhẹ nè. Đó. Kéo xuống. Vít mạnh. Đó, như vậy nha. Thân máy vỏ pin số 12. $650k. Sale luôn ha. 750k là 750k là giá thấp nhất rồi, giờ là 650k. Sale luôn ha. Thân máy vỏ pin. Các bác nào nhanh tay nha. Đây mình sale hết cái lô này cho các bác xem mua luôn ha. Cái nào cũng sale hết, giá mềm lại cho các bác dễ mua. Cuối năm rồi, tri ân cho các bác ha. Rồi cây số 13 là một cây vít Hitachi. Một cây vít Hitachi. Đó. Thân máy vỏ pin ha. Vít Hitachi 12V. Thân máy vỏ pin. Cây này rất ngon nha các bác. Rồi. Đầu cổ thì bảo đảm. Đầu cổ thì bảo đảm cứng ha. Cứng nè, nhịp không lắc lắc nè. Đó. Rất là ok. Thân máy vỏ pin. Vỏ pin như thế này. Thân máy như thế này. Rất là đẹp ha. Rồi, sale luôn cho các bác. Số 13. 450k. Chuyển khoản bao ship hết ha. 450k. Xe cho quá ngày hôm nay. Tiếp. Đây là một cây TD134 ha. TD134 DX2. TD134 DX2. Đây là vít ha. Vít Makita ha, 14V. Vít Makita 14V. Rất là ok. Đèn led rồi đầy đủ ha. TD134 ha. Rồi. Số 14. Thân máy và vỏ pin 650k luôn. Số 14 650k luôn ha. Sale cho các bác ha. Rồi. Số 15. Số 15 là một cây Hitachi. Như này ha. Hitachi. Đó. Thân máy vỏ pin. Cây rất đẹp nha các bác. Cây rất đẹp ha. Chưa có hai bên đầu này nào không có dấu chày nè. Đó, hai bên luôn. Không có dấu chày ha. Không có dấu rách chứ. À, chày nhẹ thôi, không có dấu rách. Tức là nó còn ngon ha. Tức là nó còn ngon ha. Này xài than rời nha các bác. 12V xài than rời, rất là khỏe. Rồi. Thân máy vỏ pin. Cái này bình thường là 650 nha các bác. Bình thường là 650. Bữa nay còn 500. Cây số 15.
sale cho các bác mua luôn, mà các bác mua được nó thì thôi luôn ha. Qua Tết thì các bác không thể nào mua được cái giá này đâu. 15.500 ra ngoài bãi cũng mua chưa mua được cho các bác. Rồi. Số 16 cây này là cây 6902. Ba chức năng có búa nha. Đây, ba chức năng có búa nha các bác. Để xài gia đình nó ok luôn. 12V. Xài gia đình là rất là ngon luôn. Đó. Đây búa đây nè. Đó. Búa nó thấy không? Đây là full lock ha, đó. Kéo lên nó ra nè, kéo vô nó gài lại nè. Đó. Đó, kéo vô. Kéo vô là nó gài lại rồi. Kéo ra. Rồi. Còn full lock nha. Chức năng vít rồi đầy đủ ha. Chức năng bắt vít rồi đầy đủ. Rồi. Thân máy vỏ pin nha các bác. Thân máy vỏ pin 6902. Số 16. 750k. ha. Đó, sale hết cho các bác ha. Thân máy vỏ pin. Rồi số 17, Makita đầu khía 6919D. Makita đầu khía ha. Rồi, trực test cho các bác xem ha. Đây là một cây đầu khía. Đèn led rồi đầy đủ ha. Khía nha các bác, 6919D, thân máy vỏ pin. Thân máy vỏ pin ha. Đó, nó như vậy nha các bác. Cây đầu khía rất là đẹp ha. Rồi, chuyển khoản bao xích luôn. Số 17, 500k. Sư 7 500k ha. Đó, thân máy vỏ pin. Số 18 cũng cây đầu khía luôn. 18 cũng cây đầu khía. Thân máy vỏ pin hay quá. Rồi. Đầy đủ ha. Đèn led rồi đầy đủ ha. Rồi. Cái pin mình không sạc đâm ra mình không có pin để test. Cũng bằng giá luôn ha, số 18 cũng 500k. Chuyển khoản bao ship hết. 18 500k. Thân máy vỏ pin. Số 18 đầu khía luôn. Rồi số 19. Số 19 đây là một cây Nationan. Nationan ha. Đây là 7206. Cây này là 7206. Thân máy vỏ pin 12V vít. Rồi, 7206 nha các bác.
National 7206 Mắc Kinh Gia Văn. Cái cây này rất là ngon nha. 7206 này sử dụng rất là ngon. Ai sử dụng rồi biết á. Thân máy do pin. Mình cũng sale luôn ha. 7206 số 19. 550k. Số 19 550k. Rồi anh em nào tranh thủ ha. Đó. Pin này nó còn chạy luôn nè. Đó. Tiếp là số 20. Số 20 này thì không có pin mà test rồi, cái này là 15.6 nha các bác. 15.6. Rồi các bác chờ mình thử coi cái mình sạc pin lên mình test được không ha. Cái pin này nó có cầm xíu nào để mình test không. Rồi, sạc thử rồi các bác. Rồi ok. Đó, pin này rất ngon luôn. Cầm luôn ha. Này cũng đầu full lock hết nha các bạn. Đây, đầu full lock cho các bác, đầu 13 ly. Rồi. Này khoan búa nha các bác, ba chức năng ha. 16 15 16 ba chức năng. Có búa đây. Ha, à, test búa nè. Đó, test búa ha. Rất là ok. Mười lăm con sáu cây ba chức năng ha, có búa ha. Đó, cây này rất là mắc tiền ha. Rồi anh em nhìn một cục sale luôn. Cái số 20 850k. Đó, sale giá luôn cho các bác luôn ha. Cây này bình thường là bán cả triệu ha. 15 con sáu một triệu nhưng mà bán 850 ha. Rồi thân máy vỏ pin. Tiếp tục một cây Hitachi, cây vít ha, vít Hitachi. Cây này là rất là ok nè. Rồi thân máy do pin. Số 21 450k. Số 21 450k. Đó, thân máy do pin. Số 22 cũng đầu khía nè ha. 22 đầu khía này mình xem hết cho các bác ha. Các bác mà mua được rồi mua nhanh tay thì mua ha. Đầu khía là rất là ngon nha các bác. Rồi đèn led rồi đầy đủ ha. Thân máy do pin. Đầu kia Makita. Này là M693D. M693D ha. Rồi 500k luôn. Số 22. 500k. Rồi số 23. Đây là cây Black Tucker 14V. Cây này mình lên pin rồi nha các bác. Cây này lên pin rồi ha, 14V. Pin xịn luôn ha. Chứ không phải lên pin đẻo đâu ha. Pin Samsung đàng hoàng ha. Đó, đèn led ha. Rồi. Rất là mạnh. Cây này nó mạnh cực kỳ luôn. Đây có báo pin rồi luôn nha các bác. Có báo pin luôn, có đèn led đây luôn. Đó, tắt mở đây luôn ha.
mở nè, tắt nè. Cái này 14V ha, máy pin sạc luôn ha, sạc adapter 220 lên pin rồi, 14V. Số 23 1,1 triệu luôn ha, 14V nên mình bán bằng cái giá 12V 1,1 triệu luôn ha. Rồi lên pin rồi, 1,1 triệu luôn, máy pin sạc. Tiếp tục cây này DMR nha các bác, DMR Hitachi, thân máy do pin, bán thân máy do pin ha. Đó, cây này bình thường bán 650 này các bác ha, giờ còn 550 ha. Đó, chuyển khoản bao ship hết luôn ha. Số 24 lỗ nhiều lỗ không sao hết, chi ân cho các bác mà ha, 550k. Rất là nhanh tay lượm hết đi, lượm qua Tết là lời chắc chắc luôn ha, 550k thân máy do pin. Rồi tiếp tục số 25, cây này ba chức năng luôn hả, ba chức năng có búa luôn. Cây này là cây 6901 nha các bác, cây đầu kẹp 10 ly 6901, ba chức năng. Cây này bình thường bán 800 rồi nè. Cái này bình thường đã bán 800 rồi. Cái này cũng là ba chức năng búa luôn. Đó, rất là khỏe. Thân máy do pin. Số 25 700k, thân máy do pin, chuyển khoản luôn, bao ship luôn, 700k thân máy do pin ha. Đó, chuyển khoản bao ship luôn, ở xa xa mà chuyển khoản thì lợi rồi ha. Rồi cây Ryobi, cây này quýt 12V, cây quýt Ryobi 12V. Rồi có đèn led rồi, đầy đủ ha các bác, đảo chiều đều ngon lành. Rồi thân máy vỏ pin, bán cho các bạn mua luôn ha. Số 26 400k, bán cho mau. Số 26 400k. Rồi bình thường là 500 550 rồi. Rồi số 27 là một cây Hitachi đầu vàng ha, chụp vàng màu đen, thân màu đen, cây này rất đẹp nha các bác. Đó, rất là đẹp, 12V, thân máy do pin, tiếng máy rất là êm, rất là mạnh. Đó, rất là mạnh nha các bác, cái máy này rất là ngon. Thân máy vỏ pin. Số 27 550k, thường 650k, giờ 550k ha các bác. Đó, chuyển khoản còn 500k thôi, 27 550k thân máy do pin. 28 bình thường là 600k, đầu kẹp 13 ly, cái này khó giới thiệu nhiều rồi ha, đầu kẹp 13 ly, cái này motor rất mạnh. Motor mạnh lắm. Đó, đầu kẹp 13 ly nha các bác. Rồi
test là test, có test thôi chứ thực sự ra máy rất là ngon, giá hạ rồi à, khỏi phải bàn ha. Số 28 450k hạ giá rồi, bán rẻ cho các bác mua ha. Số 28 450k giá mua vô, không có giá này đâu các bác ơi. Bolo vô nhiều khi nhiều quá lỗ chết luôn. Rồi tiếp tục cây Ryobi, cái này thang rời ha, cây số 29 thang rời nè, cái đầu này đầu một chạm nè, đầu này đút vô cả là lọt vô luôn đó, bạn kéo ra nè đó, kéo ra mới rút ra được ha, còn đút vô không cần kéo ra ha, đút vô nè đó, mình xài một tay rất là tiện trên cao á. Đó, trên cao mình vướng bận mình xài một tay rất là tiện, gài vô mình đổi đầu rất là tiện ha. Rồi thân máy vỏ pin Ryobi, cái này Ryobi có thang nha các bác, cuốn này Ryobi 12V có thang nha. Đó, thang rồi rất là ngon nè. Rồi cho 29 500k luôn. Số 29 500k luôn nha các bác. Rồi rồi chốt hạ số 30 là một cây đầu khía tiếp ha, chốt hạ số 30 một cây đầu khía. Cái này cái chân nó không ăn pin nha các bác. Rồi bây giờ mà làm mà ăn pin nè, dơ quá. Rồi gắt tay luôn, quá là ngon. Đèn led là đầy đủ ha. Rồi cây đầu khía luôn, thân máy do pin chốt hạ số 30 500k. Rồi clip mình đến đây là hết rồi ha. Đó, ai chuyển khoản là bao ship ha, nhanh tay lên gọi điện đặt mua ha, hoặc vào Zalo mã số điện thoại là 0917438256 ha, số đó có trên màn hình nha các bác, ở trên phần ở trên cái phần mà giới thiệu ha, trên phần kênh giới thiệu ha, trên phần đăng ký giới thiệu kênh mô tả là các bác vô cái phần đó các bác sẽ thấy số điện thoại, bác xem các bác sẽ thấy số điện thoại ha. Rồi các bác gọi điện để nhanh tay chốt nhiều cây để sang năm mình khỏi phải mua ha. Hôm nay là giá ấy rồi ha, giá sale rồi ha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại các bác, chúc các bác lên một năm mới mạnh khỏe vui vẻ ha, hẹn gặp lại clip sau.